Tôi chẳng nghĩ ra cái intro gì cho cái clip này cả. Cho nên là Pizza. Mặc dù mọi người chọn cúc burger nhiều hơn, nhưng tôi sẽ chơi Uốc Ép Pizza. Lý do thứ nhất là tôi chán việc làm burger vì nó lâu. Lý do thứ hai là tôi rất ghét thái độ làm việc của một số nhân viên. Ok thì không dài dòng nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Bây giờ sẽ chọn công việc. Ok, tôi sẽ bắt đầu làm. Chết, làm cháy một cái rồi. Ôi không, hết sốt rồi. Kiểu này phải đi nhập thêm. Đứa nào để cái xe giữa đường vậy? Lấy thêm sốt thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Quay lại làm việc tiếp thôi. Thank you.
cô làm tốt lắm. Mình sẽ để chúng ở đây và mình sẽ đi giao hàng. Mày làm cái gì vậy? Mình phải dọn chúng thôi.
xong. Bố người ta cháy nhà. Bây làm ăn kiểu này à? Đi hết ra ngoài. Cả biến hết ra ngoài ngay. Làm ơn hãy dừng lại. Thank you.
video có hạn nên đến đây thôi nha. Chào tạm biệt cả nhà.